Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó có can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với các gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người bảo họ: bây giờ các anh múc và đem cho người quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và tỏ bày vinh quang của người, và các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, bài tin mừng cho chúng ta thấy Đức Mẹ đi dự tiệc cưới, và trong tiệc cưới chúng ta thấy Đức Mẹ luôn luôn quan sát đến nhu cầu của những người sống chung quanh, và khi người ta chẳng cần xin và cũng chẳng biết mà cầu xin, Đức Mẹ thấy người ta thiếu rượu và tự động Đức Mẹ đi cầu xin với Chúa Giêsu giúp đỡ họ. Đó là điều Đức Mẹ vẫn làm cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta biết sống với Đức Mẹ, tôi muốn nói đến ông bà anh chị em hàng ngày, chúng ta nhớ lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Vì mỗi khi chúng ta lần hạt mân côi kính Đức Mẹ thì có Đức Mẹ, và Đức Mẹ thì có Chúa, Chúa ở cùng Đức Mẹ. Cho nên là dễ dàng nhất để chúng ta cứ lần chuỗi mân côi thánh Ma, kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Đức Chúa Trời ở cùng bà, lúc nào Chúa Giêsu cũng ở với Đức Mẹ khi còn sống, cũng như là khi nay khi Chúa Giêsu đã lên trời, Đức Chúa Giêsu ở cùng Đức Mẹ. Và nếu Đức Mẹ ở cùng ta thì có Chúa Giêsu và Đức Mẹ ở với chúng ta. Cho nên đây là một điều ông bà anh chị em, chúng ta già nua bệnh tật, chúng ta lần hạt một ngày bao nhiêu cũng không vừa. Ông bà anh chị em lần hạt bao nhiêu, đừng ở không, những lúc ở không quý giá lắm. Tuổi già Chúa ban là một, là những ngày hạnh phúc nhất, là tuổi già yếu bệnh tật. Tôi xin lỗi, tôi cũng trải qua 2 cái đột quỵ, đáng nhẽ thì tôi chết rồi. Nhưng mà ông bà anh chị em biết đấy, không biết làm sao mà Chúa, đúng như Kinh Thánh Chúa nói, Chúa làm cho chết, rồi Chúa lại làm cho sống. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi mới biết là mình đã chết. 2 lần như vậy, một lần năm 14 và một lần năm 16 vừa qua, 2 lần chúng ta thấy rõ ràng. Và qua những cái chết thì người ta nói là tử thần vỗ vai rồi lại ông lại bỏ đi,
cũng không gọi mình nữa. Các bạn, các cha bạn để chọc tôi như vậy, được tử thần vỗ vai rồi mà không sao ông lại chê, thấy chưa đủ điều kiện. Thế cho nên là tôi cũng thông cảm được một phần nào với các vị cao niên, các ông bà già nua bệnh tật. Thấy rằng những ngày còn lại quả là mỗi ngày là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy sống làm sao trọn vẹn, sống với Chúa thật sự. Chúng ta không trông thấy Chúa nhưng qua đức tin, qua con người chúng ta thấy có Chúa hiện diện, Chúa ở với chúng ta. Bởi vì nếu Chúa không ở với chúng ta thì làm sao mà chúng ta chết rồi chúng ta lại tỉnh lại được. Chúa không ở với chúng ta thì làm sao chúng ta đau yếu mà chúng ta lại khỏi, hay không khỏi thì làm sao mà chúng ta có sức chịu đựng được. Cho nên từ một cái hơi thở của chúng ta cũng là Chúa ban hết thảy. Chúa ban cho chúng ta từng hơi thở. Khi dựng nên ông Adam, Thiên Chúa đã thở hơi vào mũi ông và ông có sự sống. Và vì thế mỗi lần ông bà anh chị em, chúng ta chỉ cần thở thôi, thở ra hít vào thôi, thì đấy cũng là do Chúa ban. Chúng ta phải cảm nghiệm được sự sống của Chúa từng trong từng hơi thở như vậy. Chúng ta sẽ thấy mỗi ngày sống là một ông hồng ân của Chúa quý giá vô cùng. Sống trong Chúa thì chết cũng về với Chúa. Cho nên mà chết về với Chúa thì được dược diệm phúc, được hạnh phúc đời đời. Và mỗi một giây phút chúng ta còn sống, chúng ta hãy dâng cho Chúa như là ông bà anh chị em tưởng tượng mình đang chịu đóng đinh trên thánh giá với Chúa Giêsu. Hôm trước tôi có một cha bạn bây giờ cùng lớp cùng tuổi với tôi về hưu rồi. Ngài cứ đòi về hưu mà ngài lại nộp đơn đức cha này, tôi cản lại, ngài lại đi rút đơn, lại không nộp đơn. Tôi hỏi đức cha sao đức cha không cho cha, đức cha bảo rằng ông ấy lại lên tòa giám mục ông rút đơn. Tôi khuyên đó. Thế thì sau cùng thì cuối cùng ông cũng không cản nổi đâu, cũng về hưu được hơn cả năm nay rồi. Đến khi mà tôi đau thì tôi mới cảm thông được. Tôi bảo hèn chi mà ngài về hưu, mình đau thế này mình cũng không có chịu nổi, thì mình cũng muốn về hưu. Hèn chi mà ông cứ về đi đòi lên đòi xuống, hèn chi mà lúc đau rồi mới cảm thông được với người đau. Cho nên người ta nói là có ăn nhạt thì mới biết thương con mèo, đau ốm bệnh tật thì mới thương người đau ốm bệnh tật, mới cảm thông được tại sao mà người ta như vậy. Cho nên là tôi cũng chia sẻ được phần nào với các ông bà, nhưng mà có một điều làm cho chúng ta nhớ rằng mỗi khi chúng ta đau yếu bệnh tật, đó là chúng ta cảm thấy bàn tay của Chúa lấy đi của ta sức khỏe, lấy đi của chúng ta trí nhớ, lấy đi của chúng ta những cái nhanh nhẹn, cho thấy rõ ràng có Chúa đang ở với chúng ta. Bởi vì cái sức khỏe hiện tại này của chúng ta hôm nay, nó không cần cho sự sống đời đời nữa, nó không cần cho đời sau. Cho nên sớm muộn gì nó cũng phải bị hủy hoại đi, để Thiên Chúa thay vào đó một cái sự sống mới bất diệt, sự sống đời đời xứng hợp với Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu thế nào thì khi sống lại chúng ta cũng được như vậy. Cho nên xin ông bà các quý vui lòng dâng cho Chúa và cảm nghiệm lấy sự hiện diện của Chúa trong thân xác, trong đời sống của mình từng giây từng phút. Chúng ta sẽ thấy sống như vậy thật là diệm phúc. Bây giờ mình sống chết thế nào? Mỗi tối tôi đi ngủ thì tôi đọc kinh ở nhà thờ rồi, biết ông bà anh chị em thì tôi không có đọc kinh, tôi chỉ làm dấu thánh giá thôi, phó thác cho Chúa, lạy Chúa. Chắc đêm nay là đêm cuối cùng của đời con. Đêm nào tôi mỗi tối tôi đi ngủ, tôi thức dậy, tôi đều thưa lạy Chúa, đây
đêm cuối cùng Chúa rước con đi êm ái được, đó là hạnh phúc nhất. Cho nên là tôi nghĩ rằng các ông các bà, mỗi lần mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta cũng cảm nghiệm hôm nay là ngày cuối cùng của đời con. Con sẵn sàng về với Chúa để được hạnh phúc đời đời với Chúa. Còn mỗi khi chúng ta còn sống, đau yếu, bệnh tật, chúng ta nhớ mình đang ở trên thánh giá, đóng đinh vào thập giá. Như Thánh Phaolô, tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Tôi sống không còn là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi cho Chúa Kitô mượn cái thân xác này để chịu đau khổ, để đền tội cho chính tôi và cho những người thân yêu của tôi. Đấy là một điều chúng ta cần luôn nhớ, xin ông. Và đây chúng ta hãy dục lòng trước khi bác đi tích sức giàu bệnh nhân. Hôm nay là ngày thế giới bệnh nhân. Thì chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ là ban bí tích sức dầu cho bệnh nhân để xin ơn Chúa. Như tôi nói lúc đầu lễ, xin hai ơn. Thứ nhất, xin Chúa tha tội trong linh hồn chúng ta. Xin Chúa ban ơn bình an, tha tội và ban ơn bình an. Thứ hai, xin Chúa chữa bệnh phần xác. Nếu Chúa muốn đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa bệnh. Còn nếu không thì xin Chúa ban bình an cho con được vâng theo thánh ý Chúa. Cho nên đấy là điều quý, tôi nghĩ rằng còn quý hơn là khỏi bệnh. Quý hơn là bởi vì vâng theo thánh ý Chúa, chịu bệnh để làm của lễ hy sinh dâng cho Chúa thì tốt hơn, tốt hơn. Cho nên là nếu Chúa thấy điều nào tốt thì Chúa ban. Chúa là Cha nhân từ vô cùng, xin người thương ban. Bây giờ xin mời ông bà anh chị em đứng lên, quỳ xuống, đúng hơn là quỳ xuống, chúng ta cùng nhau cử hành nghi thức sám hối để chúng ta lãnh bí tích sức dầu. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự vào cử hành bí tích này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm.